giới thiệu cái xe đình mới của mình ha. Cái xe đình này là mình thấy cái độ chính xác nó sometimes là nhiều khi EMA, SMA cái nó không chính xác. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái phần này thì nó rất chính xác ha. Cái phần này nó là max D ha. Các anh chị em có thể là sử dụng cái phần max D cũ, nhưng mà cái phần max D cũ nó không có cái chính xác bằng cái max D mới của mình ha. Cái này nó cũng thuộc dạng là max D luôn, nhưng mà cái em thấy là cái phần max D này nó chính xác hơn cái phần max D mà thông dụng mà anh chị em thường dùng á, thì nó chính xác hơn tới 15 phút luôn á, nó không có bị delay ha. Và cái tọa độ chính xác nó rất là cao, giống như mình nhìn vào cái Amazon rồi. Không, bây giờ mình coi vào cái xu hướng đi lên ha, để mình biết ha. Khi mình thấy cái xu hướng đi lên ha, mình bắt đầu mình thấy nè. Đây là cái điểm entry đây. Đó. Và cái phần này là cái phần kết thúc của be ha, và nó cho mình biết cái điểm entry, và sau khi là cái này nó báo cho mình biết nè, đây là cái xu hướng của đi lên ha, điểm entry của max đi nè. Nó đi lên, không? Thì bây giờ bắt đầu cái này nó báo trước nè. Thì trước 15 phút bắt đầu cái trend là nó bắt đầu nó mới hiện lên, và sau khi đó cái điểm entry nó bắt đầu mới hiện lên nè. Và after đó thì cái bắt đầu cái momentum của bài nó mới có, bài nó mới có nè, nó đẩy lên đó. Các anh chị em thấy không, cái MACD này nó chính xác, nó không có bị delay ha. Và khi mà nó đẩy lên tới mức giai đoạn cao nhất nè, trước khi nó chuyển qua cái sell momentum không, thì là cái này nó báo cho mình biết nè, đó là mình exit ra nếu mình đang đánh xu hướng lên, và đây là sell momentum nè, nó đi lên cái này cũng 1 tiếng nha. Đúng không? Cái này mình đang sử dụng 1 tiếng nè, đó là sell momentum và nó đi lên ha. Và cái này là cái filter. Khi mà cái filter nó nằm ở dưới đây á, thì nó vẫn cho biết là xu hướng đi lên. Trừ khi nào mà cái price action mà nó break qua cái filter á, thì mới gọi là xu hướng đi xuống luôn. Nhưng mà cái price action nó nằm trên cái filter, và cái filter nó vẫn là màu trắng ha. Thì là cho dù nó có cái sell, đúng không? Nó có cái sell ha, nhưng mà xu hướng vẫn là uptrend. Nhưng mà thấy không, cái MACD nó thu nhỏ lại, nó nằm ở trong cái zero line, thì tức là cái này nó cho mình biết là sideways ha, đúng không? Nó cho mình biết là sideways đó. Rồi ở nhìn ở trên đây nè, thấy cái giá dao động của nó đi không, đó thì là sideways, đúng không? Cái MACD này nó hay là hay ở chỗ đó, nó báo cho mình, dự báo cho mình chính xác ha. Rồi sau đó nó cho mình biết nè. Nó cho mình biết cái điểm B nè, đúng không? Đây là điểm B nè, trước khi cái sale nó xuất hiện một lần nữa nè, nó cho mình biết điểm B, và cái này nó nằm under cái zero line, là nó cho mình biết là cái này là B ha, bear market đó. Cái này nó báo trước luôn ha, cho nên nó rõ hơn trước khi là cái EMA, SMA nó báo với mình, thấy không? Cái SMA, EMA nó delete ha, bắt đầu nó báo giá, bắt đầu rơi xuống nè. Đó, thấy không, cái này nó báo trước cho mình đó, có xu hướng đi xuống không. Cho nên là khi mình chơi cái này mình sẽ an tâm hơn, tại vì cái dự đoán của nó không có bị delay, cái MACD này không bị delay. Em thấy cái này rất là hay ha. Rồi sau đó là nó xuống, nó nằm under cái zero line, nó cho mình biết là bear market nè, thấy không? Bây giờ bắt đầu nó mới đi xuống nè, rồi bắt đầu nó mới vét cái filter, rồi bắt đầu nó mới từ ở điểm này nè, bắt đầu nó mới mới chính thức là bắt đầu mình đi vào cái bear market, đúng không? Thì về nè, cái này nó cho mình nó báo trước cho mình luôn, rồi bắt đầu nó sideways ha. Thì cái này nó là bear market, nhưng mà cái này gọi là sideways, nó đi xuống, bắt đầu nó lên lên, nó sideways nhiều nè. Đó, thì cái đoạn này thường là mình sẽ không trade nếu mà nó cái market đi sideways, nhưng mà xu hướng vẫn là xu hướng đi xuống. Thì nếu mà mình trade bên buyer á, thì cái loại đoạn mà sideways mà xu hướng này thì mình quýnh advance, tức là quýnh debit credit ấy, thì là cái này thì mình sẽ ăn tiền. Còn nếu mà mình quýnh bên buyer thì cái sức nó rất là, nó sẽ thua rất là cao, đúng không? Thì mình thấy cái dự báo nè, nó không có bị delay. Và sau khi đó đi lên nè, ví dụ mình đánh bằng VWAP đi ha, ví dụ mình đánh bằng VWAP, mình đánh bằng pattern VWAP hay double top đi, thì nè đây là nó dự, mình dựa theo cái EMA, SMA để mình nhìn thấy được xu hướng đi lên ha. Nhưng mà khi mình đánh bằng vi vá mình thắng đi đó, thì ở trên đây nó vẫn cho mình biết là cái xu hướng exit nè, không, đây là xu hướng lên, không, nó nằm trên cái zero line thì đây là cái xu hướng đi lên,
và sau khi đó nó cho mình nó báo cho mình biết à đây là exit ga, cái sale bắt buộc với ga, cái bô nó kết thúc nè. Ồ, sau đó là bắt đầu cái boom mà cái bear momentum nó bắt đầu nó mới xuất hiện, thì cái này nó đã báo cho mình biết trước ở list, tại vì này là mình nằm ở trong khung 1 tiếng ha, thì cái này nó báo cho mình trước 1 tiếng đồng hồ, tức là nó cho mình biết là trước một ngày á. Nếu mình sử dụng cái time frame 1 tiếng thì nó cho, thì nếu mà mình tính theo ngày thì cái này nó cho mình biết tới giờ 1 ngày rồi. Nếu mà mình sử dụng 5 phút á thì nó cho mình biết tới dự báo mình biết là 30 phút. Nếu mình sử dụng 15 phút nó cho mình biết là trước tới 1 tiếng. Nếu mà mình sử dụng 30 phút thì cho mình biết tới 4 tiếng rồi. Còn cái này là mình đang sử dụng 1 tiếng thì nó cho mình biết tới cái time frame tới 1 ngày, thì cái này là nó bị delay cả ngày à, thấy không? Không, nó cho mình biết trước 1 ngày luôn, thấy không? Rồi sau đó nó cho mình biết cái band market happen, thì từ đi lên đây nó cross cái zero line, thì bắt đầu nó nằm under cái zero line này, thì nó chuyển qua band market, thấy không? Bắt đầu xu hướng band market nè, thì cái xu hướng này là xu hướng sideway nè, thấy không? Đó. Và cái này là cũng là sideway nữa, nhưng mà nó là band market, đó, thấy không? Cái này em thấy nó rất là detail ha, và cái này cũng là sideway nữa, đúng không? Và cái này cũng là sideway mà cái này là xu hướng xuống nè, đó. Rồi sau đó nó cho mình biết bear signal bắt đầu nó xuống xuống mạnh nè, thì bắt đầu bây giờ cái bear momentum bắt đầu đi xuống nè, đó thì nó nằm under cái CLI đi xuống, đúng không? Và cái này nó báo trước tới 1 ngày luôn á nha, tại nếu mà sử dụng cái time frame 1 tiếng thì cái này nó báo trước 1 ngày luôn, cho nên là nó rất là hay nha. Mấy cái này nó báo trong ngày, nó bị delay tới ngày luôn, còn này nó báo trước, cái MACD này rất là hay. Và sau đó mấy cái trend analysis nó cũng bị delay tới 1 ngày luôn. Và cái MACD này em thấy rất là hay nha, cái độ chính xác của nó quá quá hay luôn, tức là khi mình sử dụng cái này, cho dù mình sử dụng EMA, SMA hay là momentum, những cái signal để mà nó hỗ trợ mình á, nhưng mà nhiều khi là nó không có cho mình biết cái độ chính xác. Nhưng mà nếu mình sử dụng cái MACD này, em thấy cái độ chính xác nó rất là cao, tại vì nó phối hợp với OSI, nó phối hợp với momentum, và nó phối hợp với EMA 21 và SMA 50, và cho nên nó phối hợp tới tới nhiều nhiều cái nhiều nhiều cái indicator nó bỏ vào đây, và nó dựa theo cái đó nó báo, cho nên em thấy là rất là hay ha. Mấy cái chấm này là nó dựa theo cái OSI là overbought oversell, không? Còn cái này cái phần MACD này, cái phần MACD này thì nó dựa theo momentum, không? Còn cái đường line này thì nó dựa theo là EMA, SMA, không? Và cái đường màu đen này cũng gì là này là ba đường line ha. Thì cái đường line này nó là EMA 5 và sau đó là EMA 21 và sau đó là SMA 50. Ô, nó là ba đường line ha, cái màu đen này ha. Em thấy rất là hay ha. Cái indicator này em thấy là cái tọa độ chính xác của nó rất 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 là chính xác ha. Rồi sau khi đó là mình đang là con Amazon ha. Thì đây là cái đoạn sideway ha. Mình đã thấy không? À, nó là xu hướng đi lên nè, nó cross over này, thì Amazon là bây giờ là nó là xu hướng uptrend, thì khả năng là ngày mai nó có xu hướng đi lên ha. Thì nếu mà mình trade mình đón như thế này, coi Amazon thì nó đang nằm ở trên cái PB line đúng không? Đó, thì mình check ở 30 phút ha. Mình coi 30 phút, thì bây giờ nó đang là xu hướng đi lên ha, nó đang nằm ở PB line và cái này nó nằm trên cái zero line nè, thì đã nó đang là bull market nè ha. Khả năng resistance của con Amazon ngày mai có thể nó rơi vào tầm 7 đồng nè. Không, khả năng ha, có thể ha. Nhưng mà thứ nhất là nó có hai điểm. Number one là nó phải break cái PB line, number two nó phải break cái EMA 55. Không? Rồi sau đó mới nó mới về được cái resistance là 97 đó. Này, cái resistance của nó là 97 rồi đó, thì ngày mai thì khả năng con Amazon này nó sẽ dao động là 6 đồng ha.
có khả năng ha. Nếu mà nó roster over dùng giá là 90 92 thì nó mới có khả năng cái cable này nó mới thực hiện được. Tại vì nó còn cái nó còn cái filter ở đây, tức là nó chưa có, nó phải break được cái này thì nó mới có xu hướng uptrend. Nhưng mà nếu nó không có break được cái này ha, khả năng của nó là nó sẽ đi tiếp tục sideways tiếp ha. Ok, tiếp tục sideways tiếp tới thứ năm thứ sáu là khả năng nó sẽ có một cái bạch đợt be nữa nha. Ok, khả năng ở trong tầng này nó có sẽ có một cái đợt be nữa. Market chưa có hoàn toàn phục hồi đâu ha, khả năng là xu hướng là đi xuống rất là cao ha. Ok, khả năng là xu hướng đi xuống rất là cao ha. Tại vì thấy cái sideways này không, nó nằm đi lên nhưng mà khả năng nhìn thấy nó có cái signal báo này. Đó là màu vàng này, nó cho mình biết đây là be nè, phải không, xu hướng đi xuống nè, nó báo trước tới một ngày lận. Thì khả năng là Amazon nó sẽ fall là nó, chứ nó không có quay đầu lại, khả năng Amazon sẽ gớt tiếp ha. Mình nhìn thấy là khả năng là thị trường tuần này có thể thứ năm thứ sáu nó gớt tiếp nữa, mình khả năng là mình thấy như vậy ha. So nếu mà ngày mai nó có quay đầu lại thì là nếu mà nó bull mạnh thì nó có thể là về lại dùng giá 97, còn không thôi nữa là ngày mai nó chỉ có rơi vào tầm 93 thì nó bị nó bị cái filter của đường EMA 50 55 nó cản. Mà nó không cross được thì là nó tiếp tục fall nữa thôi ha. Thì cái phần này nó tính cho mình hay, khi mà mình không sử dụng cái này á, mình sẽ hoàn toàn không thấy rõ được cái xu hướng đi ha. Mình chỉ dựa vào cái trend và EMA để mình phán đoán thị trường, và mình không thể nào mình thấy rõ được cái xu hướng. Nhưng mà khi mình sử dụng cái MACD Pro này, mình sẽ thấy rõ được cái xu hướng luôn. Tức là mình ở trên đây là mình đã có cái filter là nó cho mình biết là mình đang nằm ở trong bear market, chưa hoàn toàn là bull ha. Và ở đây thì nó cho mình biết ở trong cái dao động của cái price action này, thì nó đã cho mình thấy rõ được cái xu hướng của cái price action nó muốn đi như thế nào luôn. Thì em thấy cái phần MACD này rất là hay, cho nên em chia sẻ cái phần này. Và đây là cái new setting mình phối hợp với cái MACD ha, để mình đo đạt được cái xu hướng của thị trường, mình có thể phán đoán được cái thị trường trong những ngày tới nó sẽ xảy ra như thế nào ha. Thì là em thấy là cái này rất là hay. Em chia sẻ với mọi người. So, có gì em sẽ update với mọi người sau ha. Rồi, thank you.